Chào quý vị các bạn. Thì ở các clip trước thì công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý vị rất là nhiều loại bơm sơn, nồi trộn, cây khuấy sơn vân vân và các loại súng sơn tự động. Thì hôm nay qua clip này, công ty View Việt chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cái súng sơn tự động của hãng Ronchen Đài Loan. Thì hãng Ronchen Đài Loan thì sản xuất rất là nhiều các loại súng sơn cầm tay như là dòng W101 này, rồi W71 vân vân. Ngoài ra thì hãng còn sản xuất các loại bơm sơn, nồi trộn. Thì một trong những cái loại mà sản phẩm mà hãng được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng đó là súng sơn tự động. Đó. Thì ở đây tôi có những cây súng sơn tự động. Thì đây là súng sơn tự động của hãng Ronchen Đài Loan. Thì ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị ở qua clip này á, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị về cái súng sơn tự động WA101. Thì hãng Ronchen thì sản xuất hai dòng là WA101 và WA200. Thì đây là dòng WA101. Thì với dòng WA101 này thì thứ nhất là chúng ta sẽ có hai cái nắp chụp và các cái nút bật được mạ chrome màu đỏ tím. Đó, đỏ bột đô rất là đẹp. Rồi ở đây tôi sẽ giới thiệu với quý vị về kết cấu của cái súng quân sơn này. Thứ nhất là quý khách xem chi tiết ở đây. Thứ nhất là nó sẽ có hai cái đường vào hơi. Đó, nó sẽ có hai cái đường vào hơi. Rồi nó sẽ có một cái đường vào sơn, một cái đường vào sơn. Thì ở đây đường vào hơi thì nó sẽ có một cái nút là cái đầu là nó sẽ ghi chữ CIL. Đó, CIL. CIL có nghĩa là nó sẽ sử dụng để đóng ngắt hơi, để kéo cái kim, đóng ngắt kim á, đóng ngắt kim. Tức là ở đây cái kim á thì nó sẽ đẩy lên á thì nó sẽ đóng cái súng lại, còn kéo ra phía sau á thì nó sẽ mở cái đầu vét ra để xịt sơn ra. Đó là cylinder, là dùng để đóng ngắt hơi vào cái đóng ngắt cái hơi vào cái súng. Còn có một đầu á nó sẽ có chữ CAB. CAB á là E cap, viết tắt của chữ E cap, thì nó sẽ dùng để đưa cái hơi lên trên cái các cái lỗ trên nắp chụp này, nó xé tơi sơn. Đó, nó xé tơi sơn. Đó. Thì ở đây là cái nút chỉnh cái độ chụm xòe, nút chỉnh độ chụm xòe của súng. Còn đây là cái nút vặn để chỉnh cái lượng sơn nhiều ít, đó, chỉnh lượng sơn nhiều ít, đó. Thì kim bét của cái dòng WA101 này á, thường sử dụng ba cái kích thước phổ biến, là thứ nhất là 0.8 mm, 1.0 mm hoặc 1.3 mm. Để biết được cái kim bét của nó, cái súng là bao nhiêu á, chúng ta chỉ cần là mở cái nắp chụp ra, chúng ta nhìn vào đây. Đây, trên cái nắp chụp nó sẽ có chữ W101. Rồi quay qua bên này nó sẽ có số 13. Số 13 có nghĩa là kim bét 1.3 mm. Đó. Thì trên đây thì công ty View Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý vị về cái dòng súng quân sơn tự động của hãng Ronchen Đài Loan. Thì hy vọng qua clip này quý khách sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho mình. Để ủng hộ kênh, quý khách vui lòng like, share và subscribe. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt quý khách.